Xin chào các bạn. Thật sự là thị trường máy tính bảng của chúng ta gần đây gần như là rất là yên ắng. Chiếc máy tính bảng 10 inch cuối cùng có thể nói là siêu phẩm mà mình được cầm, đó là chiếc Nexus 10, và nó cũng chẳng để lại cho mình nhiều ấn tượng cho lắm. Có vẻ như là do iPad là nó quá mạnh, nó chiếm phần lớn thị trường máy tính bảng cao cấp của chúng ta. Vì thế hầu hết các nhà sản xuất hiện nay chỉ là đánh vào máy tính bảng giá rẻ thôi, như Samsung ấy, một loạt Galaxy Tab mới toàn là giá rẻ. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một chiếc máy tính bảng cao cấp mới nhất của Sony. Đây có thể coi là chiếc máy tính bảng 10 inch đầy hứa hẹn và đáng cho các bạn lựa chọn nhất vào thời điểm hiện tại. Đó chính là chiếc Xperia Tablet Z. Cái hộp của nó đóng hộp thì rất giống Sony Xperia Z bình thường mà các bạn vẫn hay thấy. Tuy nhiên thì các bạn thấy đây, cái lỗ hộp này, dòng chữ Sony, biểu tượng, tên, mọi thứ đều được thiết kế giống nhau. Có chăng là do cái hộp nó hình chữ nhật, còn đây là hộp hình vuông. Và mình sẽ mở cái hộp này ra cho các bạn xem. Xung quanh này thì cũng chẳng có thông tin gì nhiều cho lắm. Cái mặt lưng này sẽ là các chứng chỉ như là tấm nền OptiContract. Cái tấm nền này giúp cho cái Xperia Tablet Z của chúng ta có một cái màn hình đẹp nhất mà các bạn từng thấy từ xưa đến nay. Có cái công nghệ âm thanh Surround 3D, chứng chỉ PlayStation, Bravia NG Mobile 2 và vô số những cái tính năng khác. Thiết bị này đặc biệt là cũng có thể chống nước được, tương tự như Xperia Z luôn. Và trên hình hộp chúng ta đang có chiếc Xperia Tablet Z màu trắng. Trong này thì còn lại đương nhiên là không thể thiếu sách hướng dẫn sử dụng rồi. Các bạn thấy đây, vô số sách hướng dẫn sử dụng, điều kiện bảo hành. Và có một điều các bạn cần phải hết sức lưu tâm khi mua cái thiết bị này, đó là cái việc tuyệt đối không sử dụng điện thoại trong các điều kiện sau đây: nước biển, hồ bơi, hoặc là lặn, nước nóng, cát bùn. Đây là những điều mà gây ra Xperia Tablet Z, thậm chí là cả Xperia Z bị hỏng mà các bạn cho rằng nó chống nước, nhưng thực tế không chống được nước biển hoặc nước hồ bơi, gây ảnh hưởng đến nó rất là nhiều. Các bạn còn phải lưu tâm, nếu không là chúng ta sẽ bị hỏng máy. Vì thế trong cái điều kiện đấy thì cái tính năng chống nước của nó không có tác dụng. Chúng ta có cục sạc và cũng như là các kết nối micro USB. Máy tính bảng thì thường tỷ lệ phần nhiều chúng ta sẽ không có được tặng kèm tai nghe. Và mình sẽ quay lại với chiếc tablet của chúng ta. Và chúng ta đang quay trở lại với chiếc Xperia Tablet Z. Chiếc máy tính bảng này thì các bạn nhìn vào ở cái góc độ cá nhân của mình thì tưởng chừng như mình đang nhìn vào một chiếc TV Bravia của Sony thu nhỏ lại. Phải nói là cực kỳ là đẹp. Đây chiếc máy tính bảng đẹp nhất mà mình được thấy từ trước đến nay. Cái tỷ lệ màn hình của nó thiết kế khá là hợp lý. Với viền màn hình của Sony được thiết kế rất là dày, thì chúng ta cầm ngang, cầm dọc đều không bị sợ chạm vào màn hình cảm ứng. Màn hình của nó đen, tiếng vào màu đen rất là tốt khi ở chế độ idle. Chứ gần như là viền màn hình và cái màn hình của nó được hòa quyện vào với nhau. Bên dưới này là một số các cái vị trí cũng như cổng kết nối được bao quanh toàn bộ xung quanh cái bốn cạnh của máy. Chúng ta bên dưới có một cái loa, đây là loa ngoài của máy, được thiết kế cũng rất giống với Xperia Z. Có thể coi như đây là Xperia Z phiên bản 10 inch của chúng ta. Có cổng kết nối micro USB nằm ở bên dưới ở cạnh trái, và vị trí cạnh phải còn lại chúng ta chính là cái khe cắm thẻ nhớ cũng như là khe cắm SIM. Cái máy này sử dụng micro SIM. Hai bên phía dưới đuôi máy đều có sử dụng loa ngoài. Vì thế nên nó chính là cái tạo nên được cái dàn âm thanh 3D. Cạnh trái, cạnh phải, bên dưới cũng có hệ thống loa. Như vậy là chiếc máy này bao gồm 4 loa ngoài. Đấy là cái điểm ấn tượng khi chúng ta có thể xem phim trên thiết bị này. Cạnh phải không còn cái gì khác. Và cạnh trái của mình là nơi tập trung toàn bộ phím cứng, bao gồm phím tăng giảm âm lượng cũng như là cái phím nguồn lên thiết bị này. Chúng ta có vị trí để cắm tai nghe 3.5mm. Cái chân tiếp xúc nam châm để có thể cắm đóng được. Thiết bị này thì phiên bản của Nhật mình từng mở hộp cho các bạn, có một cái dock rất là đẹp, để vào thì nhìn đúng là TV thu nhỏ luôn. Trên đỉnh máy là một mắt thần cho phép các bạn có thể sử dụng nó đi điều khiển từ xa với TV hoặc một số thiết bị điện tử khác trong gia đình. Các bạn lưu ý là nó cũng sẽ có hai cái mic để giúp chúng ta có thể đàm thoại cũng như là quay video tốt. Đàm thoại này là các bạn sử dụng các chương trình như Skype hoặc là Viber, chứ còn chiếc máy này không có khả năng nghe gọi, chỉ có nhắn tin thôi. Mặt sau là camera chính của máy 8 megapixel. Tuy nhiên nó không được sử dụng cái cảm biến XMORS như là chiếc Sony Xperia Z. Và có một điểm trừ lớn nhất trong thiết kế ở chiếc máy này chính là mặt sau. Xperia Z của chúng ta trước và sau đều làm bằng kính khá là đẹp, không bị bẩn, nó chỉ là bị dính mồ hôi, lau qua ok. Nhưng chiếc máy này mặt sau của nó làm bằng một cái chất liệu nhựa. Và đây là một chất liệu, một trong số những loại dễ bám bẩn nhất và cái chất bẩn rất khó tẩy rửa được. Nên cái nền màu trắng này, các bạn cầm vào, ở cá nhân mình cầm vào luôn có cảm giác là sợ nó rất bị bẩn. Vì vậy nên mình nghĩ điều các bạn cần bây giờ chính là cầm một cái bao da hoặc là một cái ốp lưng cho thiết bị này. Thì hiểu ra điều đấy, Sony khi bán ra cũng tặng kèm cho chúng ta chính là cái quà tặng là một cái bao da cao cấp của máy. Mình nghĩ là đây là một quà tặng rất là thiết thực đối với người dùng.
Đây là một bao da được máy tính bảng cao cấp và đương nhiên là sẽ được Sony họ sản xuất ra cái loại bao da này. Đây, các bạn thấy đây, cái bao da của nó được thiết kế rất là đẹp, tông màu nâu thì nó tôn lên cái vẻ son trọng cũng như là nó cứng cáp hơn. Thay vì các cái màu tươi tắn như là màu trắng thiết bị này thì Sony lựa chọn màu nâu là màu rất tuyệt vời. Nó ít bị bẩn hơn so với bên ngoài, cũng như là việc có bị bẩn thì cũng rất khó lộ. Các đường chỉ được thêu trên cái bao da chúng ta tỏ ra rất là tỉ mỉ và đẹp. Dòng chữ Sony Make Believe được in chìm, chúng ta thể sờ và cảm nhận được. Mở ra đây chính là các bạn sẽ được cái thiết bị máy tính bảng của chúng ta. Tuy nhiên thì nó chỉ có tác dụng là đựng bên trong, chứ nó không phải là một cái bao da gập ra gập vào các bạn sử dụng giống như là các máy tính bảng khác, mà đây chỉ là đơn thuần là bảo quản để các bạn có thể mang đi. Công nhận là cầm cái này vào thì đúng là Lightbox luôn, rất là đẹp và sang trọng. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong các bạn cái video chúng ta mở hộp chiếc Sony Xperia Tablet Z. Và có thể là trong tương lai gần đây mình sẽ có một cái bài video nói cho các bạn biết 5 lý do tại sao chúng ta nên mua cái Sony Xperia Tablet Z này, chứ không phải là thiết bị máy tính bảng Android khác trên thị trường. Và nếu các bạn thực sự quan tâm có thể đợi đến video đấy và thường xuyên truy cập vào trang 7net.com.vn để theo dõi mức giá của sản phẩm này. Hẹn gặp lại các bạn các video lần sau.